Rơi nước mắt khi Bùm Bùm nói một câu về ba ruột của mình trong ngày đầy tháng con trai, ai nghe cũng xót xa. Sáng ngày 3 tháng 11, nhà Hồng Loan tấp nập và đông vui hẳn ra vì hôm nay là đầy tháng của Bill, con trai của Bùm Bùm. Rất nhiều quý khán giả đã nhắn tin cho chúng tôi nhờ chuyển lời tốt đẹp nhất đến Bill, mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn và bình an một đời. Chúng tôi nhất định sẽ giúp quý vị gửi những lời chúc này đến Bùm Bùm, tự nhiên lại cảm thấy chạnh lòng và xót xa quý vị ạ. À. Người ta nói, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Còn trường hợp này Bùm Bùm thì nó lại cay đắng hơn khi em bị chính cha ruột của mình từ mặt, không nhận cha con hay quan hệ gì nữa. Vì sao vậy? Chỉ vì em biết phân biệt đúng sai, phải trái mà em bị cha ruột của mình đối xử như vậy hay sao? Rồi cũng người cha đó nhận một đứa con khác dòng làm con, yêu thương nó vô bờ bến, sát muối lên trái tim của em. Nhưng Bùm Bùm à, em đã làm đúng, sống ở đời không phải thấy cái sai là dung túng và bao che rồi lấp liếm cho qua. Dù đó là ai thì em cũng hãy mạnh mẽ, nhưng ông trời cũng không lấy đi tất cả của em. Giờ đây em được chồng yêu thương, Hồng Loan lại bao bọc em hết lòng. Các anh chị Vũ Luân, Bình Tinh, Nguyên Vũ, chị Ni nhận làm em ruột, thương em và đối xử với em như gia đình của họ. Vậy thì em hãy cứ an lòng mà cùng Hồng Loan chiến đấu vì lẽ phải. Em cũng là một đứa con, đứa cháu màng họ Võ, không có gì khiến em phải sợ. Tuy nhiên cũng phải hiểu một điều rằng, dù sao chú Bảy Tiểu Linh cũng là cha ruột của em, dù không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng em rất đau đớn khi cha ruột vẫn còn sống đó mà đối xử với em quá tàn nhẫn. Người ta mong có cha để yêu thương, còn em có cha thì lại bị từ mặt, cắt đứt quan hệ. Bùm Bùm rơi nước mắt chia sẻ, con cũng có cha, cũng có một gia đình của mình. Con không phải là một đứa con bất hiếu, nhưng cha lại dồn ép con trở thành một đứa bất hiếu. Hôm nay là đầy tháng của cô Bill, con trai của con. Nếu mọi việc không xảy ra, thì giờ đây cha có thể ẵm cháu ngoại của mình mà vui vẻ hạnh phúc đúng không cha? Con cũng mong gia đình có cha, có mẹ theo đúng nghĩa của nó. Con muốn chăm sóc cho cha lúc về già, nhưng mọi thứ đều không thể thực hiện được. Con đau lòng lắm cha ạ. Thật sự khi nghe những lời chia sẻ này của Bùm Bùm mà chúng tôi thấy xót lòng, tội nghiệp cho em khi em có cha mà không có tình thương, cũng vì chữ tiền. Nếu chú Bảy Tiểu Linh cũng biết đâu là đúng, đâu là sai, thì chú đã hạnh phúc, chứ không phải như bây giờ, ngồi bán từng chiếc bánh xèo, ngồi một chỗ nói hô nói vượng về thằng con nuôi hàng xẻng của mình như thế này. Hôm nay Bùm Bùm cùng con trai nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người thân và cả khán giả. Lúc còn sống, nghệ sĩ Vũ Linh mong muốn có một đứa cháu do Bùm Bùm sinh ra. Bây giờ em đã làm được rồi, chắc hẳn cậu Năm cũng sẽ rất vui và luôn phụ hộ cho mẹ con Bùm Bùm. Theo hẹn thì 11 giờ trưa nay ngày 3 tháng 11, tất cả các anh chị em của Tên Vì Yêu Thương Mà Đến sẽ tái ngộ tại nhà Hồng Loan để dự tiệc đầy tháng của cô Bill. Nhà báo Sông Minh, dì Ba Bình Tinh, cậu Hai Vũ Luân, dì Mớm Hồng Loan, cô Phương Lê, chú Nguyên Vũ, dì Ni đều đã gửi những món quà to bự đến cô Bill. Thật sự quá vui và ngập tràn hạnh phúc. Nhóm Vì Yêu Thương Mà Đến mỗi ngày chỉ có thêm chứ không bớt. Tất cả đều cùng nhìn về một hướng với một trái tim yêu thương. Do mỗi người làm các ngành nghề khác nhau nên có người sẽ hoạt động bề nổi, có người sẽ tham gia bề chìm. Bộ máy luôn chạy tốt, rất gọn gàng, trơn tru. Hy vọng trong ngày đầy tháng của cô Bill, nhóm yêu thương mà đến sẽ hội ngộ thật đông đủ, quậy một bữa tưng bừng, xóa tan tin đồn sản nước nha.